mô tả trên hâm hoang thành phố Tam Kỳ này diêm ú Quảng Nam này biết trung tâm chính trị kinh tế văn hóa diêm nhiều danh mai buồn đào tẩy bài chú diêm nhẹ tiểu bánh xếp mại chiệp phàm đơn vị xà phường Tam Kỳ mai trăm tí tiểu mai can u cằn mài tài tùng chuẩn kiếu tí vắng mài ruồi diêm út tông bùng thành phố mài út tóng đại khói đao mài quý dị tiêu bánh đại khói mạng xít ruồi cứu với môi trường xin giang rảnh lóng đi khảo liệu với khác tình chào mài chăm chấu vả này mình út tẩy đao Tam Kỳ diêm xanh Quảng Nam lù hôi nói tóng nay để xem mài khái nhùng lây tốt liệp cằn hai khít cứu mài khái nhùng mài lệnh can hai khít nong búa Tam Kỳ chết túc nồng liều bách khôi buôn diệt tóm phủ khắc này chết chuồng như bùa lò khiếu mình tề đào Tam Kỳ diêm lê trình đi khôi một vùng đất thuộc đồng bằng duyên diệt hải tề Nam đao Trung diêm út tề bành trên hải Nam Trung Bộ. Được bao bọc bởi các dòng sông tứ vậy bêu vậy tới xuông những dòng sông đã ở đó suốt chiều dài lịch sử này tới xuông này đàm bài chót căn này mài lầu cùng với vùng đất này chuồng trải cứu qua nay bao tể thăng đau trầm lắm quý mà chẳng khang ngắn là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam. Bây Tam giờ Kỳ dù ngày nay Quảng với Nam hơn Tam tầng nghìn Kỳ đi đã chá được xây cứu dựng tới từ cả nhiều tầng thế kỷ cao đã trước. tốt cháy đẹp mãi cao liêu. Nhưng đằng sau gương mặt phố thị Tàu Quảng bích Nam gang này nát phóng là điện hành diêm trình phố dài tiền lịch sử này của người bế dân dịch Tam căng Kỳ mài lầu diêm đã biệt dân Tam xây Kỳ dựng mình và cộng tạo xì dựng tàu vùng đất liệp này. bến nay tỉ đào. Người xưa đã Lù xây khơi dựng vùng miền đất đã này bết liệp ngay tại phăng vùng phủ đất đường xã Tam Tam Kỳ, Kỳ ngài diêm út tẩy đao và lấy diêm tên xà xã Tam Tam Kỳ, Kỳ này khít đặt tên chó cho trong vị tướng búa bế Tam xà Kỳ. Tam Kỳ khôi buôn úc phủ lỵ Tam Kỳ. Cái Tam Kỳ á, trước đây là có tên là Bùa Đồng, Tam Kỳ đàng khôi bài Bùa năm Đồng búa tách bế phủ vào Khà đó Đồng, với Tam này Kỳ bế úc và phủ xử lý Khà lại Tam Đồng Kỳ để như ban các chốt Tam Kỳ khôi trong có lịch phủ sử Thăng đã có Khoa. tên là Bùa Đồng. Đi mài diêm út Tam Tam Kỳ Kỳ kháng đá để trong khôi lịch sử năm đã xây búa dựng và buôn xử úc lý phủ lại Khà Tam Đồng Kỳ bến chào phủ trong Tam lịch Kỳ sử căn kháng cho xin chúc với lệnh cũ. Trải qua nhiều lần điều chỉnh địa Lám hình quý kinh tế bài trầm và khang có các những trò công trình địa giới kiến hành tạo chính kiếm mãi tới phản bố ánh hiệu khởi lệnh nguồn tội gốc của cách dày mạng vai Tam bên Kỳ mai cũng còn dấu đố ấn trên trong địa Tam hình Kỳ sử đồng lý bằng của bề vùng can đất tế này vắng xuông dầm nay. có người của Tam Kỳ Mai là biển có Tam Kỳ qua này sông bích tề đao kháng bù đất qua xuông sông Tam Kỳ tề đao đặt bài trong tiểu vùng đất xuông Tam Kỳ bàn đó tài ở trong cứu dấu sông nhà Trường để lại Giang. lại sông bằng thẳng của trong Tam Kỳ Nên tổng là xét các bài vùng tống tới đất xuông đầu phía chỗ buồn Tam tòi Kỳ dâm út là xuông nằm bàn trên tài đảo kiếu Tam Tam Kỳ Kỳ. của đế Này đô biết út Nga là tống Tam dâm Kỳ du là Tam giáp Kỳ giới dâm của út Nga tống và thì sông bức Tam hiệu Kỳ bất đền ta tề của đế đao đô Nga kháng là cố Tam bù Kỳ có dâm y từ xuông và hát này. cái vùng đất mà có Mai bao biển tên tùng gọi công lịch Tam sử Kỳ để bích tề đao là bài Nga bù nằm bọ chú quân mai đội út trà quân đội cai ở phía quảng bên kia phú cái vùng cứu đất an mà có hà bao nhiêu dâm bao đỗ tháng bùng này á thì nó là Tam út Kỳ đó. tống bài cái dâm Bao bù đã bùng Tam đầy Kỳ là bích vùng Tam đất mà Kỳ có này bao bích tháng kháng bù kỳ Tam Kỳ là vùng đất này bếp bu của nằm Tam tống Kỳ bọ của đường Thiên Lý từ Hà Nội thủ đô Tam Kỳ này bách tệ Sài Gòn đào dìm sang quốc Tam tống Kỳ bờ hiện đống đại dìm tiểu kéo càn quốc Hà Nội Việt Tháo Sài một Gòn trăm năm phủ lỵ Tam Kỳ trở thành thành phố dệt Tam bát Kỳ hiện gắn đại quốc phủ đệ bức Tam tranh Kỳ lịch bến sử chàng tiên thành biểu phố vẫn Tam còn Kỳ đó này chá nam phán lịch sử tổng chiếm trên bài Tam trăm Kỳ mài có dìm quần này thể tượng đài mẹ dìm Việt Tam Nam Kỳ anh hùng mai tiết quần thể các tượng tượng đài đài bà mẹ Việt Việt Nam Cấm anh hùng tượng dìm út đài mẹ tống núi Việt Nam cấm anh hùng cháu cán cô quần thể quần tượng đài bà mẹ Nguyễn Việt Thị Nam anh Thứ hùng chợ là vắng một công trình quần tưởng thể niệm tượng cho đài giai bà đoạn Việt Nam chiến anh tranh hùng đài chiến bách đấu tích công trình chánh điểm phá dệt hủy thế khang kỷ dìm nái tề đao sự tàn phá của chiến quý tranh Ủa dịch là quần sự thiết kiện tổn kỳ thất dẹp lớn tiết nhất tiểu đối bá với dìm một khẳng vùng bó đất trắng sinh đã thái chấu buồn đẹp chấm như dến mài tháo dìm phủ Khà Đồng hang nhưng dìm mái xung sông quanh mài cái thị trấn Tam Kỳ này xung quanh cái nội thị này tề đao thì dìm út thị đã trà Tam Kỳ khi nay vùng dìm đất có tổng đai đại bách tổng giải phóng hôm tổng đó cánh bị mạnh các này bom quân dồn đội bị tổng sẽ bỏ phá chiến hết trẻ trăm cho nên là kinh khủng lắm hãng u lù đình khỏi tề chùa đình trên mái sông mài là gần như may mắn đình làng Hương quận Trà là lớn một út trong đình những ngôi làng đình Hương vẫn Trà còn giữ tại nét bếp cổ cố Việt xưa. Nam đình vần chế mài tiếp phán lù khỏi cái ngũ
Ở Nam Định Khang Tràn hai tổng bến chàng kéo khám biển trần bến hai liệp lăng. Đảng khôi kháng cố biểu ông ca này đi bộ phản kháng bến chàng đình lăng, năm tóng trên quản chiêm cộng đồng chiêm nhốt lăng. Kiếu chính, hôm nay lăng tổng bài Nam Định đai tổng bếp, phán biển tuần trai chiêm ưu đình Khương Trà. Hắn này bếp hiệu cháu đình Khương Trà. Năm búa Khương Trà túc khôi bùn ơi can dịch không điển, liều trắng tháo lụ khoan biển chiêm có khôi ngầm liệp, liệp chùn chiêm nay, bố hiệu Khương Trà trồn quý kháng tế tiểu phầy. Cha cầm trương tôn kỳ vạn niên. Canh Úc Khương Trà để tổng chế bài canh đô dịch không tiếng. Này bế kháng tế biển để chế gọi anh vàng canh lộ khôi. Kháng cố quản trà cầm để chế cố mày màn tội. Này bếp dịch khóm trà út dần đốt nếu bên nồng liều bếp nồng và phòng hốt. Để hiểu về quá khứ của thành phố này, liều khiếu mình khán lụ khỏi dầm nát thành phố, nếu bốn tổng khán lo dưỡng có tiểu cơ dầm có nồng lăng dầm xà tam kỳ lụ khỏi. Khương trà này bếp tờ dết út lăng dầm cút lăng dầm xà tam kỳ. Dầm út dạy tống, dầm sông Tam Kỳ khen có lần biển dâm đại lang quần chám dưới biển càn cố thanh nghệ thầy ấy càn kháng cố tàu trần dây tàu công tàu khỏi trần đặt biển hai càn kháng chết trên lụ bé năm cháu dâm tàu trần để trá vần dâm Tam Kỳ dâm hát sát phần dâm út khang ủ tí lê khen tông kháng chết trên sĩ bắt lụ chịp chết, mải phòng buôn ông Trần Văn Túc bắt lành biển dìm Khương Trà làng dìm Tam Kỳ, nay biết chớ tần đỏ dìm nay làng nay. Nị chá, đại sắc phong này vẫn thích cấu dìm út Trần Văn Tuyền dịp béo, nay biết uống biển găng cút thống dìm út tổ tộc Trần. Kéo ơi canh hát tế tiểu lụ khoan biển liều tài, nay biết khỏi Trần canh út làng cổ chết quyền khoảng khóa sáng thành khóa biển hai tài liệp chôn canh kháng dịch trên cú bé. Đáng biển cha cành đái cành xuông biển cành quý khôi biển Việt đảm bảo bộ tiêu lầy văn kháng dầm nay ngang bài tên đi lống cành tế tiểu xuông tỏ tài quần đi bếp lống liệu chất chuẩn màu trường cứu biển lầy dầm dì mai bài quý hăng xuông chiến trắng là bếp dịch tiểu chớ buôn để bộ xuân nái tỷ đào liều dầm Tam Kỳ mài dịch bùng phát đại khôi. Thành phố nái bảy xuông Tam Kỳ, xuông bàn thải kiếu xuông Trường Giang mình quý, dầm lù khoi tới tiểu biển trầy, mình xuông các này đạp bông bài bài dầm nái biển ngài. Biển Việt Nam hít tháo dệt tẩy đa giang bất nhập bộ tổng xuân tổng bành, bài bài, bế quý kháng xuông, vậy lù khoi dầm bồi khiếu tháo này bế kéo mình tuấn trên trị khâu. Thì mai bài quý xuân đại bác diện dâm tế tiểu biển này đều tỏ gặp quá. Cần hắn có tổng hăng diệt tháo tổng ai. Tỏ mình quý kháng bài. Chính tế tiểu kháng tỏ mày lống dâm tiểu xuân bàn tài kiếu Tam Kỳ chết với tiểu xuân Tam Kỳ. Nơi tông xích kháng tỏ tế tiểu lống cháu bến tràng kháng diệt tống liền tổng. Nhi tổng xếp mại dịch tế trá, xuồng quan nại bách dịch, dâm tế tiểu lục hoài đà xuân. Vốn xuất thân làm nghề trải lưới và làm nông. Chuất giấy đại bến biển trang bình cho bèo kiểu chấu chuẩn bầu đặc quến kiểu nghề xuồng khoi. Chấu lào giấy, biểu khoi ngâm liệp cho đồng canh tế tiểu đà mại đảng. Lục hoài biển đà chặt chấu canh y nghề này. Cháu rồi lại dâm có tống đình tổng dâm làng Khương Trà để bố vết dạ, để bố mạng bữa tháng có tế đáng dâm hoang tế bày, kiếu bách tính ngục hàng dâm thuyền ngày dâm này tế đình tổng. Tế đáo nét biển lời quý để bố xuống liều bếp liệp làng liều dâm. Còn tàu để bố mạng khiếu tế giết là mài biển cháu kháng kỳ mình kìa vâm càng này, ánh bài tế vâm thò tế. Nhi bí vị kháng tàu bên chàng dạy nằm lăng, kéo bách nhiệm bộ liệp bên chàng lăng. Hán hải chim này bài y nghề, nghề chó bèo, kéo chấu chuẩn màu. Mệt dân chim này chấu bèo bách chính.
sông Tâm Kỳ và Bạch Đằng. Một trong những dấu tích cùng đỉnh dệt chân Tý Tiểu Dính trường cứu mà dâm nát tề đào này bích dệt tiểu bằng buôn lao xấy dâm viện dân dâm trú Tam Kỳ dâm nát để buôn tổng con mày kháng biệt tiểu phầy. Này tế tiểu phây có mình dâm út thôn tứ tránh bàn thạch dệt thôn dâm xả Tam Kỳ. Này chỉ có mình liều bất tranh tán tế cổng khá dâm lù khói biển đà biệt nam bung chuồng khá tàu tức bến chàng thôn tứ tránh bàn thạch liều bùn gang giấy. Cái dòng bãi họ ở đây người ta sinh sống hồi xưa người ta chỉ các chấm nét bài chỉ khom biển để bố chàng dâm lù khói biển bán chết điều thì bố thú can hắc ổn tí này thì bố bán chết diệt họ diệt tộc miền này biết thú và trí liền bán chết buôn tướng khối miền hắc họ nguyễn họ khổ để tổng chế cuốn dùm nay cái chữ vàng với sông Bằng Thạch đó những cái họ mà xung quanh người ta làm trong nước bây giờ cũng còn trên cái sông Bằng Thạch là họ Quỳnh với họ Lê. Già bếp mày kháng con đại bài hơi cút trở vạn lù khỏi. Tháo nì chán cho kiếp tích tiểu văn kháng kéo mình xuống. Khơi Tam Kỳ đã bến chàng út tóng mái bài dâm lầm nhu tóng. Hồi khá bình quý, buồn đi kiếm biển Tam Kỳ vẫn ngâm liền tập thương mại dâm nay. Tế bố kháng liều điệp bố con bình tế cộng ên dâm biển cha mình con bình dệt khăn khôi khoang liệp lăng dâm có tiểu xuồng hình.